Hương hoa, y phục, đây là những vật dụng cúng dường, nhất định phải đốt hương. Hương tượng trưng rất nhiều ý nghĩa. Phía trước có nói hương tiêu biểu tính, giới, định, ngũ phần pháp thân hương, tiêu biểu cho những ý nghĩa này. Hoa tiêu biểu cho nhân hạnh, thế nên nhất định phải cúng hoa. Cúng hoa là để nhắc nhở đại chúng trong đạo tràng phải tu nhân. Nhân thù thắng thì tương lai quả báo chắc chắn sẽ thù thắng, cho nên phải cúng hoa tươi tốt. Thời xưa chẳng có hoa giả, đều cúng hoa tươi, và phải thay mỗi ngày. Chứ gì nên biết hoa là tiêu biểu pháp. Thời xưa nếu không có hoa tươi thì phải làm sao? Người xưa cũng có phương pháp, họ dùng bảo hoa, họ lấy vàng bạc lưu ly để làm thành hoa. Những hoa này thì chẳng cần thay đổi. Thời xưa dùng những vật cúng dường này, dùng hoa quả làm bằng vàng bạc thất bảo, dùng những thứ này để cúng Phật, dùng bảo vật để tiêu biểu cho ý tôn kính của mình. Nếu chúng ta không có khả năng, hiện nay công việc làm ăn lại bận rộn, mỗi ngày phải mua hoa cũng rất là phiền phức. Phật rất thông hiểu nhân tình, chẳng muốn bạn phải bị phiền toái. Nếu có những hoa giả thật tốt, cũng có thể dùng để cúng dường. Tuyệt đối chẳng phải là chẳng kính trọng Phật. Kính hay không kính là ở trong tâm của bạn. Nếu tâm bạn chí tâm quy kính, thì cúng cái gì cũng có thể biểu đạt được ý kính của bạn. Nếu tâm bạn chẳng kính, thì dù bạn cúng qua bằng bảy báo cũng chẳng ăn nhầm gì, cũng là chẳng kính. Đây là một thứ hình tượng tượng trưng cho tâm ý của mình, và cũng chứa đựng ý nghĩa tự hành hóa tha. Nói chung là phải cúng hương, cúng hoa. Y phục, cúng y. Y là gì? Chẳng phải là áo chúng ta may mặc hiện nay, chẳng phải là loại áo này. Bạn phải nghĩ, Phật Pháp từ Ấn Độ truyền đến 3.000 năm trước. 3.000 năm trước họ mặc y gì? Cái gì gọi là y? Y tức là cả khúc vải. Ở Tân Gia Ba rất thuận tiện, chúng ta thường thấy người Ấn Độ đi ngoài đường, người Ấn Độ mặc y phục là dùng nguyên miếng vải quấn trên người. Chữ y ở đây chỉ là miếng vải này, chẳng phải là cái áo có cổ, có tay áo như áo của chúng ta. Y như vậy chẳng đẹp. Y là cả miếng vải. Ngày nay chúng ta đắp cà sa chính là y này. Người thế gian có phước báo, áo của họ mặc là cả miếng vải như vậy. Tăng đoàn của Phật năm xưa có chế độ khất thực. Mỗi ngày ăn một bữa, đi ra ngoài đường trì bình, rất dễ xin được một bữa ăn. Còn một manh áo thì vô cùng khó khăn, chẳng dễ xin được. Ngày xưa đều là dùng tay dệt vải, rất là tốn công, có được một cái áo chẳng dễ. Nói thật ra, xin được một bát cơm cũng chẳng dễ. Có khi phải đi xin nhiều nhà mới được một bát cơm. Chỗ này cho bạn một chút, chỗ kia cho bạn một chút.
phải đi xin 6-7 nhà mới được một bát. Thời xưa vật dụng tài nguyên chẳng phong phú như ngày nay, đời sống rất là cực khổ. Cho nên cái áo người xuất gia mặc này phải tìm ở đâu? Áo cũ của người ta mặc xong, bỏ đi không dùng nữa, gọi là phấn tảo y. Liền bỏ, rách chẳng dùng nữa được. Người xuất gia lượm những áo này, kiếm những chỗ vải còn chưa rách, cắt ra những mảnh vải này xong, rồi may lại thành chiếc y. Vì lượm những miếng vải như vậy, chất liệu màu sắc đều chẳng giống nhau, may thành áo rất khó coi, cho nên phải nhuộm màu. Ý nghĩa của y nhuộm màu là như vậy. Ngày nay cúng y của chúng ta là cúng cà sa. Cúng cái y này. Y này tiêu biểu cho cái gì? Tiêu biểu cho nhẫn nhục. Y là dùng để che thân thể, che giấu thẹn thùng, tiêu biểu nhẫn nhục. Đây là nói về y phục. Yeah.